quần áo trắng cho Văn Hiếu. Bernatowski tuyệt vời, thêm một cú ném ba xuất sắc nữa. Liên tiếp lập công cho Saigon Heat 10-11 rồi, và chúng ta đang còn thấy phòng ngự thành công của bóng này. Maxiaso với một tình huống bắn túc ở cự ly trung lộ không thành công của cầu thủ áo số 1. Một pha xử lý chưa thực sự bước qua đến từ Saigon Heat. Đây là Maxiaso chứng kiến một cuộc lột xác, một sự lột xác cực kỳ ngoạn mục của Trevor Hill ở trong hai hiệp đấu cuối cùng, đó là hiệp 3 và hiệp 4. Anh đã chơi cực hay với những pha bắn 3 điểm cực kỳ hiệu quả và đem Saigon Heat trở lại với trận đấu này. Không chỉ trở lại mạnh mẽ mà họ còn vượt lên giữa các đối phương. Có khoảng cách hiện tại đang là 5 điểm. Cải thiện lên đến 45%. Cho thấy Saigon Heat đã chơi bùng nổ đến như thế nào trong nửa sầu của trận đấu này, đặc biệt là hiệp thi đấu thứ tư. Tỷ lệ ném 3 của họ lúc này cũng đã lên đến 42% với 14 tình huống ném 3 thành công sau 33 cú ném bên ngoài vòng bán nguyệt. Cải thiện lên đến 45%. Cho thấy Saigon Heat đã chơi bùng nổ đến như thế nào trong nửa sầu của trận đấu này, đặc biệt là hiệp thi đấu thứ tư. Tỷ lệ ném 3 của họ lúc này cũng đã lên đến 42%. Braden, người vẫn đang có được một khả năng rebound cực kỳ hiệu quả nhờ vào thể hình cũng như là khả năng chọn vị trí của mình. Hidayat của pha bóng 3 thành công đến từ CS này. Chúng ta cần phải đặc biệt cẩn trọng. Tình huống nhận bóng của Maxiaso. Tuy nhiên đó là một cú bóng cực tốt của Saigon Heat. Cơ hội Diego. Đột nhập bản rổ của đối phương, chuyền ra ngoài. Kai Barron, tổng tác giả rất tốt Barron. 2 điểm cho Saigon Heat. Đây sẽ là cầu thủ dẫn bóng rất khó chịu, truyền bóng tốt cho Stephen Hurt, nhưng đó là tình huống phòng ngự rất tuyệt vời của Bernatowski. Chính xác hơn là Barron. Bernatowski không dứt điểm. Bóng trở lại với Kai Barron, cơ hội để ném xa. Tuyệt vời. Tiếp tục là Stephen Hurt. Những pha đi bóng rất khó chịu của các ngoại binh bên phía Indonesia. Và Brandon đã mang về một tình huống tấn công, một pha air ball rất đáng tiếc đến từ số 1 của chúng ta. Và lại là tình huống lên bóng dành cho Maxiaso. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Đó là những gì Maxiaso thể hiện trong pha bóng. Cao trò của huấn luyện viên Kai Julius cần phải chơi bình tĩnh hơn. Đó là cú ném tuyệt vời của Sandin. Và đây cũng là cầu thủ sẽ lên bóng cho CS này, Maxiaso. Iso rất khó chịu và lại là N1 cho Iso. Đó là pha can thiệp cực kỳ hay đến từ Bernatowski. Đây là Trouble Hills. Cơ hội dành cho Byron. Đấu toàn diện. Điều kiện không tốt của Trouble Hills. Và đây là tình huống phản công quá tốt và dành cho Brandon. Hoàn toàn trống trải để... Đây là cơ hội dành cho CS này. Hidayat rất khó chịu, đó là một lần tuyệt vời đã được chọn đối với Bay Đồng, và đây là Trang Bông Hưu cho Saigon Heat. Lại là lỗi đến từ các cầu thủ CS này, đã có những cái đầu nóng không giữ được bình tĩnh của mình, và người nổi nóng không ai khác đó là Maxiaso. Đây là điều mà các cổ động viên của Saigon Heat không hề muốn thấy trong ngày hôm nay. Chúng ta xem lại pha block trước đó rất tốt đến từ Kai Barron, mở ra cơ hội cho Saigon Heat. Là hết và chuyền bóng khá thông minh. Sandy có khoảng trống và dứt điểm bên ngoài vòng bán nguyệt, đó là một tình huống ghi 3 điểm. Sandy đủ chuyền bóng dành cho Trevor Hills, bắn ba và đó là bóng ba áo số 1. Bóng trở lại với CS này. Hidayat Utomo quá thoải mái để ghi 2 điểm cho đại diện của Lữ Tín. Ném 3 không được, nhưng đây là tình huống rebound rất tốt của Kai Barron. Trevor Hill ném 3 tuyệt vời. Sự tự tin đang trở lại với số 1 của Saigon Heat và đột phá cơ hội dành cho Bernatowski. Các cầu thủ Saigon Heat và người rebound vừa rồi đó là Bernatowski. Trevor Hill. Đây là cơ hội dành cho chúng ta, Trevor Hills. Và đột phá thành công của Trevor Hills. Sau 17 lên bóng là Trevor Hills. Cơ hội để chúng ta có được điểm số. Trevor Hills. Cao số 1 rất
lạc lẽo. Chuyền bóng cho Bernatowski. Sút điểm vô. Hiệp 3 thành công của đội chủ nhà đã mang đến một sự hiệu quả rất lớn dành cho đoàn quân của Kyle Julius. Đó là pha lên rổ rất mạnh mẽ đến từ Zawato và có thêm Bernatowski. Kyle Barron vượt qua được, đó là Stephen Hurt. Tiếp tục là Barron. Brandon, người đang rất cố gắng để trở lại trong hiệp đấu này, và vừa rồi anh đã có được cho mình 2 điểm. Cũng chấp cho các cầu thủ CS2, đây là tình huống tấn công của họ. Và đó là một cú úp rổ quá mạnh mẽ đến từ Byron. Đường truyền dành cho Trevor Hills. Trevor Hills đối mặt với Zawato, bắn ba! Trevor Hills! Tiếp tục là Byron và đây là Trevor Hills. Hill có khoảng trống và bắn ba! Chúng ta xem lại pha bóng này, rất tự tin sau tình huống screen rất tốt của Kyle Barron, và đó là cú ném gần như thật sự quan trọng ở thời điểm mà trận đấu chỉ còn lại khoảng đang rất cắt tiêu cơ hội. Đó là Maxiaso, còn lại 2 giây và lên rổ không thành công. Cavu đi vào, tiếp tục là Maxiaso, cơ hội dành cho đại diện của xứ vàng đảo, và đó là 80 đều vô cùng đáng tiếc cho Sài Gòn Heat. Đồng đội 10 giây. Tiếp tục là Justin Young quyết định đột phá. Vẫn chưa tìm được khoảng trống, quyết định đột phá. Một tay và hy vọng không còn dành cho CS9 chiến thắng cùng với Sài Gòn Heat. Quá tuyệt vời. Justin Young chính là người hùng của chúng ta.